Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay lại với con game cao win đây. Thì vẫn là clip hướng dẫn cho anh em về cách kiếm tiền ở trong con game cao win thôi anh em ạ. Thế thì muốn kiếm được tiền từ đối với con cao win này thì nó không khó. Quan trọng là anh em có biết cách anh em đánh, anh em thắng hay không thôi. Thì cao win ấy thì nếu như anh em ăn non thì thật sự đây là một game rất là ngon. Nhưng mà anh em phải hiểu cho mình ăn non tức là nào, chúng ta phải định nghĩa một cách rõ ràng. Đó là ăn non ấy, đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái số vốn lớn và chúng ta sẽ thắng một cái số tiền nó nhỏ thôi. Đấy, để chúng ta là gì, đảm bảo được cái số tiền mà thắng được là luôn luôn lãi. Đấy, kiểu như thế đúng không ạ? Thì chắc chắn là không thể bỏ qua được những cái thủ thuật ăn non rồi. Và chắc chắn là chúng ta phải đánh làm sao cho nó hiệu quả này. Thì mình sẽ chơi quay thú đi. Đấy, con game quay thú này thì nếu như anh em thật sự là anh em đánh thử ăn non, con game này rất là ok luôn ạ. Thì anh em xem này, vốn 10 củ nhá. Mình không cần quan tâm như thế nào, mình không cần quan tâm làm sao, thì mình chỉ cần đánh là một lần thôi. Thắng được bao nhiêu thì mình cũng nghỉ, kiểu như thế. Tức là chúng ta sẽ chỉ ăn non đúng một lần thôi. Và sử dụng đánh rất là lớn luôn anh em nhá. Đánh rất là lớn luôn. Đây. Lúc nào cũng là con thỏ đầu tiên. Đấy, đánh đúng một lần thôi để xem nay thắng được bao nhiêu nào. Đánh cái gầu này thì anh em không sợ hụt đâu. Nói thẳng là anh em cứ cân đối được cái số vốn anh em đánh là hợp lý mà. Rồi, về một con chim thì nó lại thơm quá. Về một con chim lại thơm quá. Đấy, được 500k anh em ạ. Đấy, đánh một lần thôi là được 500k rồi. Thì nếu như đánh hai lần thì sao? Đấy, đánh hai lần thì tỷ lệ cao thì chúng ta sẽ gì, có cơ hội chúng ta thắng nhiều hơn. Ôi, toang rồi. Toàn rồi anh em ơi, chết rồi. Cắn không đủ vốn anh em ạ. Cắn không đủ vốn rồi, thế là hòa. Thú đi, đúng rồi, x8 đi. X8 tuyệt vời quá anh em ơi, 11 mê rồi. Sai lầm nhưng mà nó dẫn đến là kết quả khá là tuyệt vời. Lãi 2 mê luôn kìa. Quá tuyệt vời luôn anh em. Quá tuyệt vời luôn, lên 12 mê luôn đấy. Thì thắng được như này rồi thì tội gì chúng ta lại không dừng lại anh em, đúng không ạ? Thắng như này tội gì chúng ta không dừng lại. Tại vì sao? Tại vì chúng ta muốn là gì? Muốn ăn non thì chúng ta phải biết sử dụng một số vốn lớn. Thì vừa rồi nó là lỗi kỹ thuật cho nên là mình cũng thắng được một số tiền nó khá là ok anh em ạ. Thế thì thắng được như này rồi thì chắc chắn là mình sẽ dừng lại thôi. Mình không ham nữa đâu anh em nhá. Ok, thì anh em nào muốn trải nghiệm game cao win này thì anh em có thể tải game dưới link phần mô tả nhá. Thì anh em thể xem cách này một rồi. À, và không quên nó là hướng dẫn cho anh em về cái mẹo này. Thì cái mẹo này rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần đó là đánh cho mình ba con thú này và một con chim này theo tỷ lệ, đó là ví dụ như đánh 100k con x8, hai con x8 đánh 100k thì con x6 anh em sẽ đánh 130k cho mình và con x2 anh em sẽ đánh 400k cho mình. Và tương tự nếu như anh em đổi ngược lại thì nó cũng sẽ thế nhá. Tương tự đổi ngược lại thì nó cũng như vậy. Đấy. Thì chỉ cần nó về bất kỳ một con nào thôi thì anh em cũng thắng. Đấy, đơn giản là như vậy thôi nhá. Đấy, đây là cái mẹo để giúp cho anh em đánh thôi. Thì anh em muốn mình chia sẻ kỹ hơn thì cũng được. Và mình đã có clip đó là hướng dẫn cho anh em về 100k rồi. Cách đánh 100k trong con quay thú như nào. Và nếu mà anh em quan tâm về cách đánh đấy thì anh em cũng có thể là comment xuống dưới video này nhá. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em.